vật cũng, nếu như mà mọi người có thể xem lại là trong cái vở tuồng Vợ 16 chồng lên 3, là cái lúc mà cô Phương Thủy còn nhỏ thì Loan là cái đóng cái vai mà cô Phương Thủy còn nhỏ ấy. Cho nên cái việc mà giấu là không có. Tài Linh từ Mỹ khóc nghẹn khi hay tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Chia sẻ với Vietnamnet, ca sĩ Quang Thành nói anh được nghệ sĩ Tài Linh gọi điện báo tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Gần 23 giờ tại California của Mỹ, ca sĩ Quang Thành nhận được cuộc gọi thông báo tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời từ nghệ sĩ Tài Linh. Tài Linh nghẹn ngào suốt hơn 15 phút, nói đi nói lại, dù biết là Linh đau bệnh nhiều nhưng không ai muốn tới ngày này. Nghệ sĩ kể về kỷ niệm hai chị em cùng khóc. Ba người quan trọng nhất trong cuộc đời nghệ thuật của Tài Linh là thầy dạy nghề, nghệ sĩ Thanh Tùng, người chị em thân thiết, nghệ sĩ Ngọc Đáng và Vũ Linh, bạn diễn, mảnh ghép hoàn hảo trong nghề. Tài Linh nghẹn ngào kể chuyện nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời khoảng thời gian này năm ngoái, dỗ đầu nghệ sĩ Ngọc Đáng chưa bao lâu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất khiến bà bi quan. Trước đó, Tài Linh dự định tháng 3 sẽ về Việt Nam thăm gia đình và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng vì chuyện gia đình không thể thu xếp về nước nên hối tiếc. Nhiều năm nay Tài Linh rời xa sân khấu, nhưng vẫn giữ liên lạc theo dõi Vũ Linh. Biết tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, bà thông báo cho những người quen. Những lần về nước, Tài Linh luôn đi thăm đàn anh. Bà cầu xin Vũ Linh ngừng hút thuốc, thức khuya vì không tốt cho sức khỏe. Dù vậy bà nể sợ không can thiệp vào thú vui của ông. Ca sĩ Quang Thành chia sẻ thêm. Chị Tài Linh khóc giống hệt cảnh Chúc Anh Đài trao ngọc rồi chia tay Lưu Sơn Bá trong tuồng kinh điển, như tác phẩm đã vận vào đời họ. Vũ Linh mất những giọng hát, những khoảnh khắc hóa thân xuất thân từ hùng tráng, lãng tử đến bi thương mà chỉ vua cải lương tuồng cổ làm được sẽ mãi còn đó, độc nhất vô nhị. Chia sẻ với Vietnamnet, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết chị hay tin nghệ sĩ Vũ Linh nhập viện cấp cứu cách đây 2 tuần. Sau đó, chị không được thông tin thêm, nên nghĩ ông hồi phục như những lần trước. Ở thập niên 1990, khi hình thức video cải lương lên ngôi, Hồng Vân có dịp đóng cùng đàn anh một số sản phẩm như Tiếu Lâm Nữ Quái, Lấy Chồng Nghèo, v.v. Trong vở Tiếu Lâm Nữ Quái, Hồng Vân đóng vai Hoa, trưởng nhóm nữ quái. Chị say mê bác sĩ Vương, Vũ Linh, nhưng anh chị yêu Duyên, Tài Linh. Vì vậy, Hoa ghen tuông, tra hỏi Duyên trước nhóm nữ quái cho bỏ ghét. Cuối vợ, chị chuyển sang thích nam, Lê Vũ Cầu. Vũ Linh là kép đẹp tài sắc vẹn toàn, kịch nói có Thành Lộc thì cải lương có Vũ Linh. Tôi tin bất cứ cô đào nào từng đóng cặp đều yêu thầm anh ấy, một người điển trai, tài hoa, vai nào vào cũng xuất thần, không chê được điểm nào. Khi cải lương thoái trào, Hồng Vân và Vũ Linh không còn làm việc chung do hoạt động ở lĩnh vực khác nhau. Dù vậy, chị luôn ngưỡng mộ song hùng kỳ hiệp Vũ Linh, mảng cải lương và Thành Lộc mảng kịch nói.